Cũng đã hơn một năm đã trôi qua kể từ khi Kirito phá đảo được trò chơi Sword Art Online. Hôm nay cậu được một người đàn ông tên là Kikuoka mời ra ngoài để nói về một chuyện quan trọng gần đây. Một tháng trước, chị chủ nhà đã phát hiện một thanh niên đã chết trong phòng khoảng 5 ngày. Dù căn phòng hơi bừa bộn nhưng không có dấu hiệu của ăn trộm. Anh ta đã chết ở trên giường và bản thân vẫn còn mang thiết bị kết nối với thế giới ảo. Một cuộc phẫu thuật đã diễn ra và nguyên nhân là suy tim cấp tính. Trò chơi mà nạn nhân đã kết nối là Gun Gay Online. Cậu có nghe qua vì trò chơi này hiện đang nổi tiếng khắp Nhật Bản. Nạn nhân đã tham gia một giải đấu và giành được danh hiệu người chơi mạnh nhất. Ngoài ra còn có một nguồn thông tin kỳ lạ đã xảy ra trong buổi phát trực tiếp. Một người đàn ông lạ mặt đã hướng súng về phía nạn nhân và bảo rằng hãy nhận lấy phán xét. Một người chơi ở gần chỗ đó đã ghi âm lại và đăng tải lên mạng. Viên đạn mà người lạ mặt bắn trùng khớp với thời gian mà nạn nhân đang xuất khỏi trò chơi. Cậu nghĩ rằng chuyện này có thể là trùng hợp. Tuy nhiên vẫn còn vài nạn nhân khác nữa. Nguyên nhân của cái chết vẫn là suy tim cấp tính và người gây ra chuyện này chính là người đàn ông lạ mặt tên là Deadpool. Sau khi nghĩ kỹ về chuyện này thì phát súng trong trò chơi không thể nào giết người được. Vậy nên Kikuoka muốn cậu đăng nhập vào Gun Gay Online để tiếp cận người chơi đó. Cậu cũng không cần quá lo vì nạn nhân đều là những người chơi hàng đầu. Nếu cậu không mạnh thì sẽ không bị hắn tấn công. Sợ cậu từ chối nên anh ta đã đưa ra đề nghị sẽ trả thù lao xứng đáng cho cậu. Tập 2. Hiện tại một người chơi tên là Sinon đang cùng với đồng đội của mình chiến đấu với một tổ đội khác. Bên địch gồm 7 người, trong đó có 4 người sử dụng súng laser, một người dùng đạn thật và người cuối cùng không rõ vũ khí. Tên mặc áo choàng nâng toàn bộ vào sức mạnh nên có thể là người bốc vác cho đội. Sinon cảm thấy tên mặc áo choàng khá kỳ lạ nên muốn xử hắn trước. Tuy nhiên đội trưởng muốn Sinon xử lý tên dùng đạn thật đầu tiên. Sinon là một người chơi bắn tỉa hàng đầu và tỷ lệ ngắm trúng sẽ dựa vào nhịp tim. Viên đạn đầu tiên Sinon có thể dễ dàng hạ gục được tên cầm đạn thật. Sinon định hạ gục tên mặc áo choàng thì hắn liền chủ động tấn công. Hắn sử dụng vũ khí hạng nặng nên hệ thống không kịp hiển thị đường đạn. Một người đồng đội của Sinon ngay lập tức bị hắn bắn hạ. Thậm chí cả đội trưởng cũng muốn đăng xuất bỏ cuộc vì có tấn công cũng vô ích. Vì đây chỉ là trò chơi nên Sinon sẽ không từ bỏ và chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Mọi người bắt đầu làm theo kế hoạch cầm chân để Sinon tìm vị trí bắn tốt nhất. Ngay lúc đồng đội vừa bị hạ gục, Sinon ngay lập tức từ trên cao lao xuống và cho hắn một viên đạn xuyên qua đầu. Sau khi giành được chiến thắng, Sinon liền đăng xuất. Lần sau cô ấy sẽ cố gắng nhiều hơn để có thể trở nên mạnh hơn. Tập 3. Đây là Sinon, một học sinh trung học bình thường như bao người khác. Trong lúc đi mua đồ ăn tối thì chạm mặt với vài cô bạn cùng lớp. Bọn họ ăn chơi hết tiền nên muốn mượn tiền của Sino, thậm chí còn lợi dụng sự sợ hãi của Sino để ép cô ấy đưa ra tiền. Một thanh niên đã gọi cảnh sát nên bọn họ chạy trốn ra khỏi đó. Người đã giúp Sino là bạn thân của cô ấy tên là Shinkawa. Cậu ta đã nghe tin Sino đã giành chiến thắng trận hôm trước. Cái tên sử dụng súng hạng nặng nghe đồn rằng hắn chưa bao giờ chết trong trận đánh nhóm. Do hắn không có trong bảng xếp hạng nên Sino không rõ trò lắm. Vì đó là trận chiến sinh tồn nên vũ khí hạng nặng sẽ bị nhắm đầu tiên, vậy nên hắn không có trong bảng xếp hạng là chuyện bình thường. Shinkawa là người đã rủ Sino chơi trò này mà bản thân đã bị cô ấy bỏ xa. Sino cũng định tham gia giải đấu mùa này và cố gắng giành được quán quân. Shinkawa không thể tham gia vì đã hứa với gia đình phải thi vào trường đại học y khoa. Sau khi trở về nhà, Sino quyết định cầm khẩu súng mô hình để vượt qua nỗi sợ. Tuy nhiên nó vẫn còn quá ám ảnh đối với cô ấy. Lúc Sino còn 2 tuổi thì ông của cô ấy bị tai nạn. Sau đó hai mẹ con đã chuyển sang thành phố khác. Không lâu sau, gia đình của Sino bị dính vào vụ cướp ngân hàng. Hắn thậm chí còn dùng mẹ của Sino làm con tin. Vì muốn cứu mẹ của mình nên Sino đã lao đến cướp lấy khẩu súng của tên cướp. Trong lúc giằng co với nhau thì Sino đã lỡ tay bóp cò khiến tên cướp chết ngay tại chỗ. Cảnh kinh dị lúc đó đã ăn sâu vào máu của Sino và ám ảnh cho đến lúc này. Mỗi lần thấy khẩu súng hay chạm vào nó khiến Sino đều cảm thấy buồn nôn. Hôm nay cậu phải đến địa điểm mà Kikuoka gửi cho cậu. Cậu sẽ phải kết nối vào trò chơi tại bệnh viện. Aki là người từng giám sát quá trình hồi phục của cậu nên Kikuoka muốn cô ấy làm giám sát riêng cho cậu. Bây giờ cậu muốn đăng nhập vào trò chơi và bắt đầu nhiệm vụ của mình. Kể từ vụ đó thì chỉ cần nhìn thấy hình hay phim ảnh về súng cũng đủ làm Sino rơi vào trạng thái hỗn loạn. Thậm chí việc tham gia vào trò chơi do Shinkawa giới thiệu cũng là liệu pháp tạm thời. Nhưng kỳ lạ thay, khi ở trong thế giới này dù có cầm súng hay chĩa vào mặt cũng không hề sợ hãi. Sino nghĩ rằng nếu nhân vật trong trò chơi càng mạnh thì bản thân ngoài đời thật cũng mạnh mẽ. Với lòng tin đó, cô ấy đã chiến đấu cho đến ngày hôm nay. Tập 4. Lúc này cậu đã đăng nhập thành công vào Gun Gay Online, thậm chí nhân vật cũng được thiết lập tự động. Tuy nhiên nhân vật của cậu có gì đó hơi sai thì phải. Dù bản thân ở ngoài đời thật mà trong trò chơi lại giống hệt con gái. Một thanh niên phát hiện loại nhân vật của cậu là hiếm nên muốn mua lại giá cao, thậm chí khi biết là con trai còn trả giá gấp 5 lần nữa. Vì đây là nhân vật chuyển từ trò chơi khác nên cậu không thể bán lấy tiền được. Mục tiêu lúc này là phải đánh bóng tên tuổi để thu hút sự chú ý từ Deadpool. Do không biết gì về thế giới này nên cậu muốn hỏi thăm một cô gái trước mặt. Dựa vào biểu cảm của cô ấy thì chắc chắn nghĩ cậu là con gái rồi. Lỡ bị hiểu lầm rồi nên cậu lợi dụng cơ hội này để được hướng dẫn tận tình. Sino khá ngạc nhiên khi biết cậu vừa chơi trò này mà muốn tham gia vào giải đấu.
Lúc này Shino dẫn cậu tới cửa hàng vũ khí, muốn tham gia giải đấu thì trước tiên cậu phải tìm vũ khí phù hợp với mình. Tuy nhiên cậu là nhân vật chuyển từ trò chơi khác nên không có tiền, cậu muốn tìm chỗ nào đó mà có thể kiếm tiền thật nhanh. Shino có biết một chỗ nhưng không khuyến khích cho lắm. Chỉ cần cậu né được đạn và chạm vào vai của tên cầm súng thì sẽ nhận hết số tiền hiển thị trên màn hình. Shino nghĩ rằng chuyện này rất khó vì càng lại gần thì NPC sẽ bắn nhanh hơn. Đúng lúc này một thanh niên xuất hiện để làm mẫu cho cậu xem thử. Vài phát bắn đầu tiên anh ta có thể dễ dàng né được nó. Khi đạn được bắn ra thì hệ thống sẽ hiển thị đường đạn, người chơi bị nhắm vào sẽ thấy được đường đạn của đối phương. Anh ta càng tiến lại gần thì NPC lại bắn nhanh hơn và kết thúc thử thách. Sau khi hiểu được cơ chế hoạt động thì cậu muốn thử một lần, cậu sẽ không đứng lại để tránh và tiếp tục di chuyển. Dựa vào phản xạ cậu có thể nhanh chóng né được hai phát bắn và tiếp cận. Vào phát bắn cuối cùng NPC đã dùng đạn laser và hệ thống cũng không kịp dự đoán đường bắn. Tuy nhiên cậu đã né được nó và hoàn thành được trò chơi. Toàn bộ số tiền từ trước đến bây giờ đều thuộc về cậu. Shino đã bị sốc vì không hiểu sao cậu lại có thể né vào phát bắn cuối cùng. Dựa vào phản xạ thì cậu đã đoán được đường đạn dự đoán của hệ thống. Sau khi quay lại cửa hàng thì cậu phát hiện có cả kiếm trong thế giới này. Tuy nhiên đây là trò bắn súng nên hầu như không có ai sử dụng cả. Bởi vì nếu không tiếp cận người chơi khác thì làm sao chém chúng được. Trước khi tiếp cận thì bị họ bắn chết rồi còn đâu. Tuy nhiên cậu vẫn quyết định mua nó vì biết đâu sẽ giúp ích trong trận chiến. Với số tiền còn lại thì cậu đành nhờ Shino quyết định mua giúp. Nếu cậu định dùng kiếm làm vũ khí chính thì cần một khẩu súng đạn thật làm phân tâm kẻ địch. Lúc này cậu được Shino dẫn xuống phòng thử súng. Khi người chơi cầm súng thì trước mặt sẽ hiển thị một vòng tròn. Đây chính là hệ thống hỗ trợ tấn công. Viên đạn sẽ bay ngẫu nhiên trong vòng hiển thị. Muốn nâng độ chính xác cao hơn thì cậu phải giữ bình tĩnh. Nhịp tim sẽ quyết định sự ổn định của hỗ trợ tấn công. Cứ mãi mê hướng dẫn cho cậu nên chỉ còn 10 phút nữa thì kết thúc đăng ký giải đấu. Cậu liền thuê một chiếc xe bên cạnh và cố gắng chạy đến khu trung tâm. Shino có vẻ khá vui nên muốn cậu chạy nhanh hơn nữa. Tập 5. Lúc này cả hai cũng tới được trung tâm và bắt đầu đăng ký tham gia giải đấu. Cậu khá ngạc nhiên vì nó bắt nhập thông tin chính xác của bản thân. Nếu thông tin sai lệch thì phần thưởng sẽ không được tặng vào tài khoản của người chơi. Vì cả hai đăng ký cùng lúc nên cùng bảng thi đấu. Dù có thắng hay là thua ở trận chung kết đi nữa thì cả hai vẫn có thể tham gia vào trận đấu sinh tồn. Cơ mà nếu có gặp nhau thì Shino cũng không nhường chỉ vì cậu là người mới đâu. Sau khi đăng ký xong thì cả hai đến phòng chờ để thay đồng phục thi đấu. Shino cảm thấy mấy thanh niên ở ngoài sảnh toàn là lũ ngốc. Trận đấu chưa diễn ra mà đã cho người khác xem vũ khí của mình thì có khác gì bảo người ta tìm cách đối phó. Shino ngay lập tức cởi đồ để thay đồng phục thi đấu của mình. Cậu liền xin lỗi Shino và cho cô ấy xem bảng thông tin của mình. Shino không ngờ với vẻ ngoài như vậy mà lại là con trai. Thế là cậu được Shino cho một tát thẳng vào mặt. Sau khi thay đồ xong thì Shino không thèm bắt chuyện với cậu. Vì cậu không có quen biết ai cả nên đành phải bám theo cô ấy. Shino không còn cách nào khác là ngồi lại giải thích cho cậu những thông tin cần thiết nhất. Khi thời gian kết thúc thì toàn bộ người chơi sẽ bị dịch chuyển tới một nơi nào đó mà chỉ có hai đối thủ. Thời gian địa hình đều ngẫu nhiên và đối thủ cũng ở rất gần. Người chiến thắng sẽ được dịch chuyển về sảnh chờ và người thua sẽ bị loại. Chỉ cần cậu thắng được 5 trận sẽ có tư cách tham gia vào trận đấu sinh tồn. Lúc này một thanh niên xuất hiện. Cậu ta là bạn của Shino ngoài đời thật tên là Shinkawa. Do không thể tham gia nên Shinkawa chỉ còn cách cổ vũ cho Shino ở ngoài sảnh. Cả cậu ta cũng bị sốc khi biết người trước mặt mình là con trai. Lúc này thời gian đã kết thúc và cậu bị dịch chuyển vào trận đấu. Một thanh niên xuất hiện từ bụi cây và dùng súng trường bắn thẳng vào chỗ cậu. Lượng đạn bắn ra rất nhiều nên cậu không thể tránh hết được. Sau đợt bắn đầu tiên thì hắn đã thay đổi vị trí để tấn công. Dựa vào âm thanh cậu đã phát hiện được vị trí và nhanh chóng tiếp cận. Toàn bộ những viên đạn được bắn ra đều được cậu dùng quang kiếm làm thay đổi quỹ đạo. Ngay lúc hắn định nạp đạn thì cậu dùng một nhát kiếm chém đối thủ thành làm đôi. Định bỏ kiếm ra sau lưng nhưng quên mất vũ khí trên tay là quang kiếm. Trận chiến đã kết thúc và cậu được đưa trở lại sảnh chờ. Đột nhiên một người lạ mặt xuất hiện từ phía sau lưng của cậu. Hắn ta đã theo dõi trận đấu và nhìn thấy cậu dùng kiếm để giành chiến thắng. Có vẻ như hắn có biết cậu và cậu đã từng gặp qua một lần. Hắn ta cũng giống như cậu đều là người sống sót trong sự quất ạt online. Dựa vào biểu tượng ở trên tay cậu phát hiện hắn là thành viên của đội thách đấu chuyên đi giết hại người chơi khác. Tập 6. Nếu cậu thật sự là Kizito trong giờ quất ạt online thì một ngày nào đó hắn sẽ giết cậu. Khi gặp lại được thành viên của nhóm thách đấu làm cậu nhớ lại chuyện lúc xưa, lúc còn trong giờ quất ạt online. Cậu cùng với các nhóm khác nhận ủy thác đi tiêu diệt nhóm thách đấu. Khi mọi người vừa tiến vào lãnh địa thì bọn chúng ngay lập tức xuất hiện tấn công. Dù bọn chúng còn thấp máu nhưng vẫn không đầu hàng và cố giết được nhiều người chơi nhất có thể. Khi bị hắn tấn công thì cậu không còn cách nào khác là phải ra tay. Sau trận chiến đó thì bên phía cậu tổn thất 10 người, bọn chúng có 20 người nhưng thà chết chứ không đầu hàng. Hai trong số đó đã bị thanh kiếm của cậu tiêu diệt. Nếu hắn thật sự là thành viên của nhóm thách đấu còn sống sót thì cả hai chắc chắn đã gặp nhau ở đâu đó. Cậu chợt nhận ra giọng của hắn giống với Deadpool, vậy hắn chính là người mà cậu phải tiếp cận và điều tra. Lúc này Shino cũng hoàn thành xong trận đấu của mình. Nếu mà cậu cứ thẫn thờ như vậy thì khó mà vào được chung kết.
Shino định rời đi thì cậu nắm chặt lấy tay của cô ấy. Shino vẫn chưa kịp hỏi thăm thì cậu bị dịch chuyển vào trận đấu tiếp theo. Trong trận chiến đó, cậu chỉ biết điên cuồng lao thẳng vào đối thủ và dùng một nhát chém giành được chiến thắng. Bây giờ đã diễn ra trận chung kết, cậu và Shino sẽ là đối thủ của nhau. Shino ngay lập tức tìm vị trí tốt để có thể hạ gục cậu. Tuy nhiên, cậu không hề tìm chỗ núp mà tiến thẳng vào chỗ của cô ấy. Hành động đó khiến cho Shino mất bình tĩnh và những viên đạn bắn ra không thể trúng được cậu. Shino ngay lập tức chạy ra chỗ cậu và mắng cho một trận. Hành động của cậu chỉ đang xem thường cô ấy mà thôi. Cậu nhận ra được sai lầm của mình và bây giờ cậu sẽ bắt đầu một trận chiến nghiêm túc. Cả hai sẽ đứng cách nhau 10 mét để quyết đấu. Cậu dùng kiếm còn Shino sẽ dùng súng trường. Khi viên đạn mà cậu ném rơi xuống đất thì trận chiến bắt đầu. Shino đã bị sốc khi viên đạn đầu tiên của mình đã bị cậu chém làm đôi. Cô ấy chưa kịp chuẩn bị vũ khí tiếp theo thì đã bị cậu tiếp cận và khống chế. Cậu đã biết được đường đạn thông qua cái nhìn của Shino sau ống ngắm. Sức mạnh của cậu đã hoàn toàn vượt qua trò chơi này. Shino muốn biết tại sao cậu có thể mạnh như thế này. Nếu như viên đạn lúc nãy có thể giết chết người khác ở ngoài đời thật, và nếu Shino không giết người đó thì người thân của cô ấy sẽ bị giết. Khi đó liệu Shino có thể bóp cò hay không? Cậu không thể làm được điều đó nên cậu không hề mạnh mẽ một chút nào cả. Cậu cũng không nhớ được tên của ba người mà cậu đã giết. Cậu chỉ biết nhắm mắt và bịt tai lại để quên đi mọi thứ. Quan trọng hơn là trận chiến này cậu đã giành chiến thắng. Cậu muốn Shino đầu hàng vì cậu không muốn ra tay với con gái. Tập 7. Hôm nay cậu cảm thấy hơi lạ vì Suguha cứ nhìn cậu và cười mãi. Lúc sáng em ấy đã nhìn thấy một thông tin trên mạng. Một người chơi có tên Kirito đã thắng trận chung kết trong một trò chơi nổi tiếng hiện tại. Cậu nghĩ rằng ai đó có tên trùng với nhân vật của mình mà thôi. Thật ra Suguha đã nhận ra cậu chuyển sang trò chơi khác rồi. Làm gì có chuyện cậu biến mất khỏi danh sách bạn bè mà em ấy không nhận ra được cơ chứ. Tối hôm qua khi nhận ra thì Suguha định chạy vào phòng của cậu rồi. Tuy nhiên Suguha biết rằng cậu có chuyện mà không thể nói ra được nên em ấy đã liên lạc với Asuna trước. Suguha hy vọng cậu không gặp nguy hiểm gì và cố gắng quay trở lại sớm. Ngoài ra em ấy có nghe cậu được trả lương cao nên hy vọng sẽ được cậu tặng một thanh kiếm chất lượng. Hôm nay Shino vẫn còn cay cú trận chiến lần trước. Cậu không chỉ chơ chẽn mà còn thích quấy rối nữa. Đã thế còn giả gái dụ cô ấy đi mua sắm và còn sử dụng kiếm trong thế giới súng. Shinka qua ngạc nhiên vì lần đầu thấy Shino nói nhiều về người lạ như vậy. Nếu Shino muốn trả đũa thì cả hai có thể hợp tác với nhau. Tuy nhiên Shino muốn chiến đấu công bằng và tặng cho cậu một viên kẹo đồng vào đầu. Lúc này cậu tiếp tục đến bệnh viện để đăng nhập vào trò chơi. Những người có quyền tham gia giải đấu sinh tồn đều tập trung vào sảnh chờ trước khi trận đấu được bắt đầu. Shino sẽ chiến đấu hết sức để hạ gục cậu và giành chiến thắng. Tập 8. Hiện tại vẫn còn nửa tiếng trước khi trận đấu được bắt đầu. Vẫn còn thời gian nên cậu bắt chuyện với Shino để trao đổi những thông tin cần thiết. Trong trận chiến chung kết vừa rồi thì cậu đã trở nên nổi tiếng. Với vẻ bề ngoài như vậy nên bọn họ cứ nghĩ cậu là con gái. Thôi thì cậu cố gắng tỏ ra dễ thương để bọn họ ủng hộ cho cậu. Trận chiến sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên và mỗi người chơi sẽ cách nhau một cây số. Ngoài ra người chơi sẽ nhận được vật phẩm thăm dò vệ tinh. Cứ mỗi 15 phút trôi qua thì nó sẽ quan sát chiến trường một lần. Khi đó thiết bị thăm dò của người chơi sẽ phát hiện vị trí của tất cả đối thủ còn lại. Shino giải thích xong và định rời đi thì cậu giữ cô ấy lại. Cậu muốn biết những người tham gia mà Shino không biết tên. Sau khi xem qua danh sách thì có 3 người mà Shino chưa gặp qua bao giờ. Có thể một trong 3 người đó chính là Deadgun. Chuyện này có liên quan tới người mà cậu chạm mặt hôm qua. Cả hai là kẻ thù và từng có ý định tiêu diệt lẫn nhau. Deadgun và đồng đội của hắn đã làm những chuyện không thể tha thứ nên cậu đã ra tay trừng phạt. Bản thân đã cố gắng quên đi nhưng kể từ bây giờ cậu sẽ đối mặt. Shino nhận ra cậu là một trong những người chơi từng mắc kẹt trong trò chơi sinh tử. Tuy nhiên dù cậu có lý do riêng thì cả hai vẫn còn lời hứa. Chắc chắn cô ấy sẽ đánh bại cậu bằng chính khẩu súng của mình. Lúc này thời gian đã hết và toàn bộ người chơi tham gia trận đấu sinh tồn đều dịch chuyển đến chiến trường. Những người chơi tham gia ngay lập tức đuổi giết lẫn nhau. Shino thì tìm chỗ thích hợp để bắn điểm xạ. Sau khi hạ gục được một người thì cô ấy phải di chuyển tới địa điểm khác. Đã hơn 15 phút trôi qua và hiện tại chỉ còn lại 21 người chơi sống sót. Đúng lúc này cậu xuất hiện để Shino xuống đất và muốn đề nghị với cô ấy một chuyện. Cậu muốn xem trận chiến ở dưới cầu cho đến phút cuối. Sau vụ này chắc chắn cậu sẽ chiến đấu lại một cách đàng hoàng. Hiện tại có 2 người chơi bên dưới cầu chuẩn bị giao chiến với nhau. Tên mặc đồ trắng đã né hết toàn bộ nhờ vào kỹ năng nhào lộn của mình. Sau khi đối thủ vừa hết đạn thì anh ta đã tiếp cận và tiêu diệt được kẻ địch. Anh ta thật sự rất mạnh và có thể né được cú bắn của Shino ở cự ly này. Đang chần chừ không biết có nên bắn hay không thì anh ta đã bị người khác hạ gục. Nếu súng bắn ra mà không có âm thanh thì chỉ có giảm thanh. Nhưng anh ta vẫn chưa chết và không thể cử động được. Shino thắc mắc tại sao cậu lại ở đây vì lúc nãy cô ấy không thấy cậu trên thiết bị thăm dò. Lúc nãy cậu có theo dõi một người chơi và bơi dưới sông suốt. Có thể ở dưới nước thì vệ tinh không thể quét ra vị trí được. Đúng lúc này Deadgun đã xuất hiện và cậu không biết hắn đã ở đó từ lúc nào. Trên tay của Deadgun là khẩu súng cao cấp có trang bị nồng giảm thanh. Shino chỉ nghe đồn trong trò chơi chứ chưa bao giờ thấy nó cả. Deadgun liền lấy ra khẩu súng lục và làm một hành động kỳ lạ.
cậu ngay lập tức nhờ Shino can thiệp vào hành động của Deadpool trước khi hắn ra đạn. Tập 9, lúc này Asuna và mọi người đều tập trung về một chỗ để theo dõi giải đấu, ngồi cả buổi mà chẳng thấy đoạn chiến đấu của cậu ở đâu cả. Cả bọn vô tình nhìn thấy một người chơi thật sự rất mạnh và có khả năng thắng được giải đấu, vừa mới dứt lời thì anh ta đã bị người khác bắn lén. Viên đạn có thể làm cho người khác bị tê liệt và không thể cử động trong một thời gian ngắn. Quay trở lại hiện tại, Shino đã ngắm bắn nhưng viên đạn đã không trúng. Dù có bị cản trở thì Deadpool vẫn cố gắng dùng súng lục hạ gục đối thủ. Người chơi ngay lập tức xảy ra vấn đề và bị mất kết nối ngay giữa trận đấu. Khi nhìn thấy Deadpool thì Asuna có cảm giác rằng đã từng gặp được hắn ở đâu đó. Colin đã nhận ra Deadpool là thành viên của đội thách đấu. Dựa vào lời tuyên bố lúc nãy thì hắn có liên quan đến thủ lĩnh của đội thách đấu. Bằng một cách nào đó mà hắn đã giết được người chơi ở thế giới thực và hiện tại đã có hai người chết dưới tay của hắn. Sau khi Deadpool tiến vào tảng đá thì không thấy hắn quay trở ra. Shino quyết định dùng thiết bị dò tìm để tra thông tin của Deadpool. Tuy nhiên trên bản đồ không hề hiển thị vị trí của hắn ở xung quanh. Bây giờ cậu sẽ dò theo vị trí của Deadpool. Đương nhiên cậu sẽ giữ lời hứa và đấu với Shino một trận nghiêm túc khi chạm mặt nhau vào lần tới. Tuy nhiên Shino muốn đi chung với cậu. Cô ấy muốn hợp tác để loại bỏ Deadpool ra khỏi trận đấu trước tiên. Đúng lúc này một người chơi xuất hiện từ phía sau và xả đạn vào chỗ cậu và Shino. Cậu liền dùng kiếm chém hết toàn bộ số đạn nhắm vào chỗ của cậu. Muốn đuổi theo Deadpool thì có lẽ phải xử lý tên ở trước mặt rồi. Cậu sẽ hỗ trợ cản lại lượt bắn đầu tiên để Shino có thời gian chuẩn bị một phát bắn để hạ gục đối thủ. Bên phía Asuna cũng đã giải thích lại mọi chuyện với Suguha. Có thể cậu đã tham gia vào trò này để giải quyết dứt điểm những chuyện trong quá khứ. Bây giờ Asuna sẽ đăng xuất và liên lạc với người tuyển dụng của cậu. Trong thời gian đó thì Asuna muốn duy tìm kiếm thông tin liên quan. Lúc này cậu và Shino đã tiến vào trung tâm thành phố và dò tìm vị trí của Deadpool. Hiện tại trong thành phố chỉ có một người chơi nghi vấn mà thôi. Có thể người chơi này chính là Deadpool và đang nhắm tới một người chơi khác ở trước mặt. Bây giờ cậu và Shino phải hợp tác ngăn Deadpool lại trước khi hắn tiếp cận được mục tiêu. Dựa vào kỹ năng thì Shino đã phát hiện ra được vị trí của Deadpool. Bây giờ cậu sẽ đi qua đó và cô ấy sẽ ở lại hỗ trợ cho cậu từ phía sau. Shino đang tìm vị trí thích hợp thì bản thân đã bị trúng đạn tê liệt. Deadpool đã xuất hiện ngay bên cạnh của Shino từ trong không khí. Hắn định dùng cách này để thử xem cậu có phải là Kirito hàng thật hay không. Deadpool vẫn còn nhớ rõ hình ảnh mà cậu bị nuốt chửng bởi cơn giận dữ khi xưa. Deadpool muốn giết Shino để thấy được cơn giận dữ và sự chiến đấu điên dại của cậu một lần nữa. Shino định cố gắng kháng cự thì thấy khẩu súng trên tay của Deadpool giống hệt như khẩu súng của tên cướp lúc xưa. Cô ấy đã chìm vào cơn hoảng loạn và không thể cử động được nữa. Tập 10. Đúng lúc này có người bắn lén Deadpool từ phía sau. Cậu đã dùng bom khói để che tầm nhìn và đưa Shino chạy ra khỏi đó. Nếu cứ bế Shino mãi thì không thể trốn được, cậu đành dùng chiếc xe có sẵn ở bên cạnh để chở Shino chạy trốn. Tuy nhiên Deadpool cũng dùng một con ngựa để đuổi theo từ phía sau. Cậu muốn Shino dùng súng để cầm chân hắn lại. Tuy nhiên cô ấy đã không thể cầm súng vào lúc này. Cậu muốn đổi vị trí với Shino nhưng khẩu súng trường đó chỉ có cô ấy mới có thể dùng được. Cậu cũng cố gắng tiếp thêm động lực để cô ấy có thể bình tĩnh trở lại. Dù viên đạn không trúng vào Deadpool nhưng đã phá hủy chiếc xe bên cạnh khiến hắn không thể di chuyển được nữa. Lúc này cậu và Shino chọn một cái hang ở sa mạc để trốn. Ở trong này sẽ không bị thiết bị dò tìm quét qua. Có thể áo choàng mà Deadpool mặc có khả năng tàng hình. Đó cũng là lý do mà hắn không bị thiết bị quét qua vị trí. Tuy nhiên khu vực này toàn là cát nên vẫn còn lại dấu chân. Việc xuất hiện bất thình lình là điều không thể như lúc nãy nữa rồi. Shino thắc mắc tại sao lúc nãy cậu có thể quay trở lại kịp. Người mà cậu nhìn trên bản đồ chính là con gái nên không phải là Deadpool. Sau khi hạ gục được cô ấy thì cậu phát hiện Shino nằm bất tỉnh trên mặt đường. Cậu cảm thấy có điều không ổn nên đành mượn vũ khí và lựu đạn của đối thủ. Cậu vừa chạy vừa bắn về phía của Shino để khiến Deadpool mất cảnh giác. Khi có cơ hội thì cậu ngay lập tức đưa Shino chạy trốn ngay. Bây giờ cậu sẽ ra ngoài đấu với Deadpool và muốn Shino ở lại đây nghỉ ngơi. Cậu biết hắn rất mạnh nhưng cậu không muốn Shino phải liên lụy thêm nữa. Shino cũng không muốn trốn chạy trong sợ hãi và sẽ đối mặt với hắn. Đúng là cô ấy đã sợ hãi, thậm chí còn sợ hãi hơn bản thân 5 năm trước nữa. Nếu cứ tiếp tục sống trong sợ hãi thì Shino thà chết còn hơn. Số mệnh của Shino là chiến đấu một mình và chết trong lẻ loi. Tuy nhiên không thể nào có chuyện đó được. Trong tim cậu cũng đã tồn tại một người chơi tên là Shino rồi. Dù không có quen biết nhau gì cả nhưng cả hai đã dính líu với nhau. Vậy liệu cậu có thể bảo vệ cô ấy suốt cả đời này hay không? Liệu cậu có dám nắm lấy đôi tay của một kẻ sát nhân như cô ấy hay không? Sau một hồi khóc lóc rất nhiệt tình thì Shino đã bình tĩnh trở lại. 5 năm trước cô ấy đã từng giết người. Dù truyền thông bảo là đạn lạc nhưng chính tay của Shino là người giết tên cướp. Kể từ hôm đó mỗi khi thấy súng là Shino cảm thấy nôn mửa và ngã quỵ. Tuy nhiên ở thế giới này không bị như vậy. Shino nghĩ rằng khi trở nên mạnh nhất trong thế giới này thì bản thân ngoài đời thật cũng trở nên mạnh mẽ. Vậy mà khi bị Deadpool tấn công thì Shino đã sợ hãi và bản thân trở nên giống với thực tại. Nếu cứ trốn chạy mãi thì Shino sẽ phải sống trong sợ hãi suốt đời. Thật ra cậu cũng từng giết người. Cậu và Deadpool đã từng gặp nhau trong sở quốc Art Online. Deadpool từng là thành viên của đội thách đấu chuyên đi giết người chơi khác.
Lúc đó để bắt được bọn chúng thì một tổ đội đã được thành lập. Cậu cũng là một thành viên trong tổ đội trinh phạt. Do thông tin bị dò dỉ nên bọn chúng đã tập kích từ trước. Trong trận chiến hỗn loạn đó, cậu đã giết chết hai thành viên của đội thách đấu. Đáng lẽ những tên còn sống sót sẽ bị tống giam vào tù. Vậy nên cậu sẽ đối đầu và xử lý triệt để hắn trong thế giới này. Tập 11. Shino muốn biết cách mà cậu vượt qua nỗi sợ đó. Tuy nhiên cậu không có vượt qua mà là chấp nhận nó. Cậu đã chấp nhận gánh nặng và tiếp tục giày vò bản thân. Cậu nghĩ rằng đó là cách chuộc lỗi cho những gì mà cậu đã làm. Bây giờ cậu chỉ cần nhớ được tên của hắn là có thể tìm ra tên thật và địa chỉ nhà. Bằng một cách nào đó mà Deadpool có thể khiến người chơi lên cơn suy tim và tử vong ngoài đời thật, cậu cũng cảm thấy có một chút kỳ lạ từ trận chiến lúc này. Thay vì sử dụng súng lục thì hắn đã chuyển sang súng trường để bắn cậu. Có thể không phải hắn không muốn bắn mà là không thể bắn được. Nếu giết người chơi trong game thì không thể chết được. Có thể hung thủ khi giết người ở thế giới thực thì sẽ bắn cùng lúc trong thế giới ảo. Những người tham gia vào trận đấu sinh tồn sẽ điền thông tin thật của mình. Ở nơi đó là chỗ công cộng chứ không phải là phòng riêng. Có thể Deadpool đã tàng hình và nhìn lén thông tin từ phía sau. Sau khi suy nghĩ và phân tích thì cậu nghi ngờ Deadpool có tới hai người. Một người sẽ chơi nhân vật áo choàng trong trò chơi, người còn lại sẽ đột nhập vào nhà nạn nhân và giết họ trong lúc không thể phản kháng được. Theo như thông tin thì hai nạn nhân trước đó đều sống một mình trong nhà trọ. Khi mục tiêu đang kết nối với thế giới ảo thì không thể kháng cự ở ngoài đời thật được nữa. Thậm chí thủ phạm có phá cửa thì nạn nhân cũng không thể nhận ra. Để giết được người chơi thì cả hai thủ phạm phải canh trần thời gian và hiểu rõ ý của nhau. Có thể hành động kỳ lạ trước khi ra tay là để canh thời gian để giết người chơi. Cậu thắc mắc Shino có phải sống một mình hay không, thậm chí ổ khóa của nhà cô ấy cũng quên khóa lại. Lúc nãy Deadpool đã có ý định ra tay với Shino thì đồng nghĩa hắn đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Hiện tại trong phòng của Shino ở thế giới thực thì đồng phạm của Deadpool đã có mặt để theo dõi trận đấu qua màn hình. Rất có khả năng là hắn đang chờ Shino bị bắn rồi ra tay ở thế giới thực. Nếu Deadpool không bắn chúng thì cô ấy sẽ không bị làm gì cả vì chúng đã giao ước với nhau cả rồi. Nếu bây giờ mà đang xuất thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nên cậu muốn Shino bình tĩnh trở lại. Lúc này Asuna đã gọi cho Kikuoka đăng nhập vào game để giải thích lại mọi chuyện. Thấy anh ta cứ tìm lý do mãi nên Jui giải thích luôn cho nhanh. Một người chơi tên là Deadpool đã nổ súng trong trò chơi này và đồng thời nạn nhân cũng đã chết ở ngoài đời thực. Có thể cậu đang ở ngoài chiến trường và cố gắng tìm ra thông tin thật của Deadpool. Asuna muốn biết cậu đang ở chỗ nào để kết nối vào thế giới ảo. Asuna bây giờ sẽ đang xuất và di chuyển tới bệnh viện mà cậu đang kết nối. Bây giờ cậu sẽ làm mồi nhử để Deadpool lộ mặt. Shino sẽ núp ở một chỗ nào đó thuận lợi để có thể ra tay với hắn. Đúng lúc này có một hệ thống xuất hiện. Bình thường nó sẽ quay lại trận chiến ở ngoài kia. Tuy nhiên bây giờ người chơi bị loại gần hết nên nó mới tìm tới đây. Nếu cứ như thế này thì người ta sẽ hiểu lầm rằng hai đứa con gái đang làm bậy bạ với nhau trong hang động mất. Cơ mà nếu sở thích đó bị lan truyền thì cô ấy sẽ ít bị làm phiền hơn. Vẫn còn 2 phút nữa thiết bị sẽ quét qua vị trí. Cậu và Shino sẽ làm theo kế hoạch đã bàn từ trước. Tập 12. Hiện tại chỉ còn lại 6 người chơi. Đột nhiên có 2 người chơi tự xử lý nhau nên bây giờ chỉ còn lại 4 người. Shino cũng tìm được một vị trí khá tốt để hỗ trợ cho cậu từ phía xa. Nhiệm vụ của Shino là xử lý người chơi còn lại. Nếu thất bại thì cô ấy sẽ bị lộ vị trí và Deadpool sẽ ra tay với cô ấy. Có thể nói viên đạn này sẽ đại diện cho mạng sống của Shino ngoài đời thật. Lúc này cậu đã cảm nhận được vị trí của người chơi tên là Yamikaze. Tuy nhiên người chơi đó sẽ để cho Shino lo liệu. Tốc độ của anh ta khá nhanh nên Shino đành phải chờ có cơ hội mới có thể ra tay được. Đúng lúc này có một viên đạn bay rất nhanh qua chỗ cậu. Sức công phá của nó có thể đánh bay luôn cả một ngôi nhà ở phía sau. Cậu ngay lập tức lao thật nhanh đến vị trí mà Deadpool đã bắn. Trong lúc Yamikaze vẫn còn ngạc nhiên với viên đạn lúc nãy thì đã bị Shino bắn hạ từ trên cao. Lúc này Shino đã tìm được vị trí của Deadpool. Vì có hệ thống hỗ trợ nên hắn đã nhận ra và cả hai đã chĩa súng vào nhau. Viên đạn của Deadpool đã làm ống ngắm của Shino bị hỏng và cả khẩu súng của hắn cũng không thể sử dụng được nữa. Ngay vào lúc cậu vừa tiếp cận thì Deadpool đã di chuyển rất nhanh và dùng kiếm để gây sát thương. Lúc này Asuna đã tới được bệnh viện và hiện tại nhịp tim của cậu tăng rất nhanh. Rồi ngay lập tức chiếu trận chiến giữa cậu và Deadpool lên màn ảnh để Asuna có thể theo dõi. Dựa vào vũ khí mà Deadpool đang sử dụng thì Asuna nhận ra hắn là một trong những tên cầm đầu của nhóm thách đấu. Một màn đấu võ mồm giữa cậu và Deadpool ngay lập tức diễn ra. Cậu cũng kể ra những phương thức mà hắn đã dùng để giết người chơi ở ngoài đời thực. Bây giờ cậu chỉ cần nhớ ra được tên của hắn thì nội vụ sẽ tìm ra được tên thật, địa chỉ nhà và những tội trạng mà hắn đã gây ra. Deadpool bảo rằng cậu không thể nhớ được tên của hắn. Vào lúc trận chiến kết thúc, Deadpool đã nói ra tên của mình. Tuy nhiên cậu thì không muốn biết tới tên của bọn họ. Lúc đó cậu đã không muốn nghe tên thì làm sao có thể nhớ ra được. Deadpool sẽ hạ gục cậu tại đây và cho cậu chứng kiến cảnh Shino bị giết mà bản thân không thể làm gì được cả. Trong trận đấu kiếm này thì cậu đang ở tình thế bất lợi vì hắn sử dụng đã chất liệu tốt nhất trong trò chơi này để tạo ra thanh kiếm. Hiện tại cậu vẫn chiến đấu tay đôi với Deadpool. Asuna vẫn đang theo dõi trận đấu của cậu ở bên ngoài. Tình trạng hiện tại của cậu đang ở mức báo động nhưng có vẻ như không thể đăng xuất được.
Đột nhiên Rui lại bảo Asuna nắm lấy tay của cậu. Nếu là hơi ấm từ bàn tay của Asuna thì có thể truyền tới chỗ cậu. Lúc này trong lúc giao đấu, cậu đã nhớ ra được một chuyện. Lúc trước trong cuộc họp trước chuyến dịch thì mọi người đã được giới thiệu về những tên nguy hiểm. Người có đôi mắt đỏ giống như Deadpool tên là Mắt Đỏ Ra Ra. Trong lúc bất ngờ thì hệ thống hỗ trợ của Sinnoh xuất hiện. Đừng dự đoán chỉ là mồi nhử mà thôi bởi vì ống ngắm của cô ấy đã bị hỏng. Cậu định ra một đòn quyết định thì Deadpool dần biến mất vào không khí. Cậu ngay lập tức sử dụng súng bắn về phía trước để hắn lộ diện trở lại. Một cú chém ngang toàn lực của cậu đã khiến Deadpool thành hai mảnh. Trận chiến đã kết thúc và bây giờ chỉ còn lại cậu và Sinnoh mà thôi. Có thể đồng phạm của Deadpool đã rời khỏi nhà của Sinnoh. Để cho an toàn thì cậu sẽ gọi cho người thuê mình làm nhiệm vụ. Sau khi Sinnoh nói ra địa chỉ nhà của mình thì cậu khá ngạc nhiên vì bản thân cũng đang kết nối ở gần đó. Giải đấu vẫn còn diễn ra nên cậu hỏi Sinnoh có nên thách đấu như lúc trước hay không. Cô ấy liền rút ra một trái lựu đạn để lên tay của cậu và kích hoạt. Vụ nổ đã thổi bay cả hai nên trận này sẽ có đến hai người giành được chiến thắng. Sinnoh lúc này đã đang xuất và kiểm tra khắp căn phòng của mình. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì có tiếng chuông ở bên ngoài. Shinkawa có mua một chút bánh để chúc mừng Sinnoh giành được chiến thắng giải đấu. Trước khi giải đấu bắt đầu thì Shinkawa có thổ lộ tình cảm với Sinnoh. Vậy nên hôm nay cậu ta tới nhà để nghe câu trả lời. Đột nhiên gương mặt của Shinkawa trở nên nguy hiểm và chủ động tấn công Sinnoh. Nếu mà cô ấy cử động thì ống tiêm sẽ đâm thẳng vào người, cơ thể sẽ không hoạt động và tim sẽ ngừng đập ngay lập tức. Gia đình của Shinkawa làm chủ cả một bệnh viện nên cậu ta chính là đồng phạm của Deadpool. Bình thường Shinkawa sẽ làm nhiệm vụ trong trò chơi, nhưng riêng hôm nay thì cậu ta muốn thực hiện chuyện này ở ngoài đời thực bởi vì Shinkawa không muốn người khác chạm vào cơ thể của Sinnoh. Cô ấy ngay lập tức kháng cự và cố gắng chạy ra bên ngoài. Tuy nhiên cửa đã khóa nên cậu ta đã có thể bắt lại được. Đúng lúc này cậu đã chạy vào và ngăn Shinkawa lại. Tập 14. Trong lúc giằng co với nhau thì Shinkawa đã dùng ống tiêm đâm thẳng vào ngực của cậu. Sinnoh ngay lập tức chạy vào và ném hẳn luôn cái lò vi sống vào đầu của cậu ta. Sinnoh định kiểm tra vết thương của cậu thì phát hiện có miếng gì đó màu đen ở ngực. Nhờ có nó mà ống tiêm của Shinkawa không thể đâm xuyên qua được. Cậu làm cái bộ mặt rên rỉ nên cô ấy cứ tưởng cậu chết đến nơi rồi. Sáng hôm sau, Sinnoh đã chờ sẵn những cô bạn hay mượn tiền ở trước cổng. Kể từ hôm nay cô ấy không cho mượn tiền thêm nữa. Đứa cầm đầu liền lấy ra khẩu súng mô hình để đe dọa Sinnoh. Cơ mà chưa gỡ chốt an toàn thì làm sao mà bắn được. Sinnoh liền cầm khẩu súng và thể hiện trình độ bắn súng của mình. Sau đó Sinnoh trả lại khẩu súng và lạnh lùng rời đi. Tuy nhiên vẻ mặt bình tĩnh đó chỉ là cố gắng mà thôi. Kể từ hôm nay Sinnoh vẫn sẽ cố gắng bước về phía trước và vượt qua nỗi sợ hãi. Lúc này cậu đã chờ sẵn Sinnoh ở bên ngoài. Những đứa bạn cùng lớp tò mò về mối quan hệ giữa cậu và Sinnoh. Đúng là có bảo sẽ gặp nhau nhưng cô ấy không ngờ cậu lết tới cổng trường luôn. Sau vụ đó thì Shinkawa và anh trai của cậu ta đã bị bắt. Hiện tại tên đồng phạm thứ ba vẫn đang lẫn trốn và chuyện bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Hôm nay Kikuoka hẹn cả hai ra đây để giải thích lại mọi chuyện, tất cả lời khai và kế hoạch giết người của Deadpool. Ngoài ra anh trai của Shinkawa có gửi một lời nhắn cho cậu. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc và cậu không có đủ sức mạnh chấm dứt được nó. Một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra điều này ngay mà thôi. Lúc này cậu muốn dẫn Sinnoh đến một nơi. Có vài người mà cậu muốn giới thiệu với Sinnoh. Vừa mới đi vào cửa đã bị Elizabeth phàn nàn rồi. Việc làm quen được với con gái chơi game ngoài đời thực khá là vui. Hầu như trong nhóm chỉ có 3 người là con gái mà thôi. Thật ra Asuna hẹn Sinnoh ra đây là có lý do. Cậu đã kể lại hết quá khứ của Sinnoh cho hai người họ nghe rồi. Cả hai đã bí mật đến thị trấn cũ mà Sinnoh từng sống. Ở đó có một người mà Sinnoh chưa gặp được, người mà nhất định phải gặp. Cậu biết chuyện này sẽ làm Sinnoh tổn thương nhưng cậu không thể để yên được. Đúng lúc này có một người phụ nữ và con của mình đi vào. Trước khi đứa bé bên cạnh ra đời thì cô ấy đã tới bưu điện. Đáng lẽ cô ấy đã nói lời cảm ơn nhưng vẫn chưa có cơ hội. Trong vụ việc đó thì cô ấy đang mang thai đứa bé này trong bụng. Vậy nên lúc đó Sinnoh không chỉ cứu cô ấy mà còn cứu cả đứa bé nữa. Suốt thời gian qua Sinnoh đã luôn tự đổ lỗi cho mình và hành hạ bản thân. Tuy nhiên Sinnoh vẫn có thể nghĩ về những người mà mình đã cứu. Cô ấy có thể nghĩ như vậy để tha thứ cho bản thân của mình. Sinnoh đã rất hạnh phúc và không kiềm được nước mắt, cứ như thể bản thân đã được giải thoát vậy. Tập 15. Hôm nay Suguha phát hiện thánh kiếm đã bị người khác tìm thấy. Tuy nhiên vẫn không có ai có thể lấy được thánh kiếm. Một tháng trước cậu và Suguha bị một con quái vật đánh rơi xuống vùng đất băng giá. Ở đó cậu gặp được hai con tà thần đang đánh nhau. Sau đó Suguha đã nhờ cậu giúp đỡ con tà thần đang bị ức hiếp. Sau khi tà thần còn sống tiến hóa thì nó đã đưa cả hai quay trở lại vùng đất ở phía trên. Vào lúc đó cả hai đã phát hiện một mê cung vẫn chưa được khám phá. Ánh sáng phát ra từ mê cung chính là thánh kiếm Excalibur. Cậu vẫn không biết tại sao bọn họ tìm được vì khu vực đó không thể bay được. Hoặc cũng có ai đó làm nhiệm vụ giống cậu và được tà thần trở đi. Cứ đà này thì chuyện khám phá được thánh kiếm chỉ là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Cậu biết rằng tìm kiếm vật phẩm hiếm trong trò chơi không phải là niềm vui nhất. Nhưng mà bây giờ không lấy nó thì thật có lỗi với tà thần vì đã giúp cậu tìm ra thánh kiếm.
Thú cưng của Suguha có thể chở tối đa 7 người nhưng lúc này vẫn còn thiếu một người nữa. Suguha nghĩ rằng cậu nên rủ thêm Shino đi thám hiểm. Lúc này cả bọn đã tập trung vào chỗ hẹn. Cậu khá ngạc nhiên khi Shino mới chơi có một tuần mà đòi có vũ khí huyền thoại rồi. Rui đã tham khảo thông tin thì biết rằng không có ai phát hiện được mê cung thánh kiếm. Có vẻ như họ hoàn thành nhiệm vụ khác và được NPC nói ra vị trí như một phần thưởng. Sau khi tập trung đông đủ thì cả bọn lập tức xuất phát. Trong lúc di chuyển cùng nhau thì cậu nắm đuôi của Shino xem cảm giác như thế nào. Nếu mà còn làm thêm một lần nữa thì chắc chắn cô ấy sẽ đấm vào mặt của cậu. Lúc này cả bọn cũng tới được vùng đất băng giá. Suguha liền gọi ra con thú cưng của mình để có thể di chuyển tới khu vực mê cung. Đúng lúc này cả bọn phát hiện những người chơi đang lợi dụng tà thần dạng người để tiêu diệt tà thần dạng thú. Có thể đó là nhiệm vụ ẩn ở dưới khu vực này. Đột nhiên một cô gái khổng lồ xuất hiện từ phía sau. Cô ấy là Thủy Hồ Vương Nữ. Cô ấy muốn nhờ cả bọn cứu lấy đất nước này khỏi sự tấn công khỏi tộc khổng lồ băng giá. Rui nhận ra Thủy Hồ Vương Nữ là NPC nhưng hành động có chút lạ. Cô ấy không nói chuyện theo các chuỗi lập trình sẵn mà hành động như một thực thể. Nhiệm vụ này là phải xâm nhập vào mê cung và rút thánh kiếm ra khỏi phong ấn. Nhiệm vụ lúc đầu cũng là lấy thánh kiếm nên sẵn tiện hoàn thành nhiệm vụ ẩn này luôn. Cả bọn liền triệu hồi ra vũ khí của mình và tiến thẳng đến cánh cổng của mê cung. Tập 16. Hiện tại Rui cảm thấy lo lắng một chuyện. Có vẻ như trò này đã sử dụng một bản sao chép từ Sword Art Online. Hệ thống nguyên bản có thể tạo ra nhiệm vụ tự động. Thông qua hệ thống mạng thì nó sẽ thu thập thông tin từ các câu chuyện và huyền thoại trên thế giới. Có thể nhiệm vụ lần này cũng do hệ thống tự tạo ra. Dựa theo thông tin mà Rui tìm được thì đây là một câu chuyện thần thoại có tên là Trận Chiến Cuối Cùng. Nếu không một ai hoàn thành thì toàn bộ khu vực này sẽ bị phá hủy và không thể khôi phục lại được. Hệ thống nguyên bản có quyền phá hủy cả một thế giới ảo. Dù sao Sword Art Online ở nhiệm vụ cuối cùng là phá hủy lâu đài trên không mà. Lúc này cả bọn bắt đầu tiến vào hầm ngục. Bên trong có hai con quái vật khá mạnh có khả năng kháng vật lý và ma thuật. Nếu cứ giằng co với bọn nó thì lượng ma thuật của Asuna sẽ bị cạn rất nhanh. Bây giờ chỉ còn cách tìm ra sơ hở để dùng kỹ năng kiếm ma thuật để hạ con kháng vật lý trước. Cậu quyết định sử dụng hai thanh kiếm để khiến nó lộ ra sơ hở. Sau đó mọi người sẽ phối hợp nhịp nhàng để tấn công liên tục. Con kháng ma thuật định ra trận thì con kháng vật lý đã bị hạ gục. Trước mặt toàn là kiếm sĩ thì kháng ma thuật chẳng là gì cả. Klein vẫn không ngờ cậu lại có thể sử dụng song kiếm. Tuy nhiên cậu chỉ sử dụng đơn kiếm cho hai tay mà thôi. Nhìn cảnh nói chuyện giữa cậu và Klein làm cho Asuna nhớ lại chuyện lúc xưa. Đó cũng là lúc mà cậu lần đầu dùng song kiếm và Klein cũng hỏi giống hệt như hiện tại. Sau khi hồi phục lại toàn bộ sức mạnh thì cả bọn tiếp tục di chuyển xuống tầng dưới. Định di chuyển xuống tầng cuối thì phát hiện một cô gái xinh đẹp ở trước mặt. Klein định đi lại hái trái cây thì cậu ngăn lại. Nhìn như thế nào cũng biết là bẫy rồi. Rui nhận ra cô gái trước mặt cũng là NPC giống hệt như Thủy Hồ Vương Nữ nhưng lại có thanh máu. Klein biết đó là bẫy nhưng không thể bỏ mặc cô ấy như vậy được. Cậu ta không quan tâm đến nhiệm vụ và quyết định giải cứu cô gái đang bị giam cầm. Cả bọn cũng không biết nói gì với độ mê gái của Klein luôn. Nhiệm vụ ẩn đã bị Klein kích hoạt nên chỉ còn cách hoàn thành nó mà thôi. Cái cảnh trước mặt có thể làm tâm hồn trong sáng của Rui bị hỏng đấy. Lúc này cả bọn cũng di chuyển tới phòng của trùng cuối. Cô ấy thuộc dạng ma thuật nên tăng cho mỗi người thêm một lượng máu nhất định. Bên trong lâu đài có rất nhiều kho báu nhưng muốn lấy được nó cũng hơi khó. Cả bọn cũng chỉ to bằng ngón chân của con bot mà thôi. NPC đưa ra nhiệm vụ ẩn là dây ra. Ngoài ra cô ấy còn bị ép đính hôn với con boss. Dây ra chỉ giả vờ tới đây để lấy lại kho báu của mình nhưng bị phát hiện và bị nhốt trong tủ băng. Hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ người chơi trước mặt rồi sau đó tận hưởng với dây ra. Tập 17. Lúc này mọi người vẫn tiếp tục phối hợp với nhau để tấn công. Khi mất một lượng máu nhất định thì con boss sẽ ra một kỹ năng. Rui đã nắm được toàn bộ thông tin nên có thể dự đoán trước được đòn tấn công từ boss. Dây ra cũng đứng ở phía sau để hỗ trợ để hắn không tung ra những đòn ma thuật diện rộng. Tuy nhiên cứ như hiện tại thì không có cách nào đánh bại được người khổng lồ. Chỉ có vũ khí gia bảo của gia tộc Dây ra mới có thể đánh bại được hắn. Cậu ngay lập tức di chuyển tới chỗ kho báu mà tìm món vũ khí mà Dây ra cần. Một cây búa rất nặng nhưng cô ấy vẫn có thể cầm một cách nhẹ nhàng. Cả bọn đã đứng hình mất 5 giây khi thấy Dây ra mảnh mai xinh đẹp đã trở nên to hơn và trông giống như một ông già. Dựa vào cái tên hiển thị có lẽ người đàn ông trước mặt là thần sấm. Trong lúc con boss đang giao đấu cùng với thần sấm, cả bọn cũng tìm sơ hở để có thể tấn công để giảm lượng máu của boss. Một cú bổ toàn lực của thần sấm cũng đã hạ được người khổng lồ. Để cảm ơn vì đã giúp thần sấm lấy lại được kho báu, ông ấy đã tặng cho cả bọn một cây búa sét bằng vàng. Dù đã tiêu diệt được boss nhưng cậu vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ ẩn của Thủy Hồ Vương Nữ. Cậu phải đột nhập vào bên trong để rút thánh kiếm ra khỏi phong ấn của nó. Với trình hack game của mình thì cậu đã có thể dễ dàng rút nó ra khỏi phong ấn. Toàn bộ hầm ngục đã bị phá hủy và cả bọn đang rơi tự do từ trên cao. Đúng lúc này thú cương của Suguha xuất hiện và mọi người liền di chuyển qua nó. Thánh kiếm vẫn còn quá nặng so với cậu nên cậu đành ném nó xuống bên dưới. Khi nào cậu mạnh hơn và đủ tư cách sẽ quay trở lại. Đột nhiên Shino lại dùng cung để kéo thánh kiếm lên. Cậu đã không thể cầm lên mà Shino lại có thể kéo nó một cách dễ dàng. Nếu muốn lấy lại thánh kiếm thì cậu phải hứa một điều. Mỗi khi sử dụng nó thì cậu phải nhớ tới cô ấy.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn và thánh kiếm được rút ra, cây thế giới đã quay trở lại mặt đất và cây cối bắt đầu nảy mầm. Vùng đất băng giá giờ đây đã trở nên ấm áp như lúc ban đầu. Đúng lúc này, Thủy Hồ Vương nữ xuất hiện ở trước mặt. Cô ấy và hai đứa em gái của mình muốn gửi lời cảm ơn tới cậu. Thủy Hồ Vương nữ tặng cho cả bọn một số phần thưởng và cả thánh kiếm cho cậu. Trước khi bọn họ rời đi thì Kerlen muốn xin số điện thoại liên lạc của cô em gái. Cô ấy đã dừng lại vài giây để cười với Kerlen sau đó rời đi. Tự nhiên cả bọn lại cảm thấy ngưỡng mộ Kerlen luôn. Hôm nay cậu đã áp dụng những gì mình học được vào thực tế. Cậu đã kết nối thế giới ảo và thế giới thực. Duy đã có thể kết nối vào máy quay ở bên ngoài. Dựa vào tầm nhìn thì Duy giống như đang bay lượn trong khu vực này vậy. Đương nhiên Duy cũng có thể giao tiếp với mọi người trong chỗ này. Lúc này cả bọn mở tiệc ăn mừng vì đã nhận được hai vũ khí huyền thoại. Thánh kiếm mà Sino từng biết có tên là Caliber. Nó có nghĩa là người sử dụng phải có lòng rộng lượng. Elizabeth nghe rằng gần đây ai đó kiếm được một số tiền lớn từ một công việc ngắn hạn nào đó. Đương nhiên cậu rủ là phải bao toàn bộ một bữa rồi. Tập 18. Hôm nay cậu và Asuna ghé vào quán của Agil để hẹn hò. So với cái quán trong sự quất ạt online thì ở ngoài đời thật rẻ hơn nhiều. Agil đã chơi game từ lâu và gặp được vợ mình trong em. Sau khi cả hai kết hôn được một năm thì Agil quyết định mở tiệm này. Vì cả hai đều là game thủ nên Agil đã đặt hai thiết bị Nergia. Tuy nhiên chỉ có thể đặt được một cái và Agil bị kẹt trong sự quất ạt online. Anh ấy tham gia vào đội tiên phong cũng vì cửa tiệm này. Agil không thể để vợ mình gánh vác mọi thứ một mình được. Chắc hẳn những ai tham gia tiên phong đều có lý do để quay trở lại đời thực. Lúc đầu Asuna không thích gia đình của mình cho lắm nên cô ấy không có động lực chiến đấu. Tuy nhiên cậu đã cho Asuna một nơi để quay trở về. Một ngôi nhà còn hơn ở thế giới thực mà cô ấy có thể xem là nhà. Dù biết rằng khi hoàn thành sở quất ạt online thì nơi đó sẽ biến mất. Tuy nhiên Asuna tin rằng một ngày nào đó cả ba vẫn có thể sống cùng với nhau. Lúc này Agil có cập nhật thông tin mới trên diễn đàn. Lâu đài trên không sẽ được cập nhật và mở khóa khoảng 10 tầng. Chỉ cần hạ được con boss tầng 22 thì cả hai có thể mua lại căn nhà cũ đó một lần nữa. Asuna hy vọng rằng ngôi nhà vẫn đang chờ đợi cả ba quay trở về. Hôm nay cả bọn tiến vào tân thế giới để leo tầng. Asuna ở phía sau sử dụng ma thuật để hỗ trợ mọi người tấn công con boss. Thấy đồng đội không có khả năng tấn công được nên Asuna tự mình lao đến tiêu diệt con boss. Sau một thời gian leo tầng thì cả bọn cũng quay trở lại được khu vực tầng 22. Cậu và Asuna ngay lập tức di chuyển đến căn nhà cũ mà cả hai đã từng sống chung với nhau. Căn nhà vẫn chưa có ai mua và giảm giá. Vậy nên cả ba quyết định mua nó ngay lập tức. Dù có hơi buồn vì nội thất đã bị thay đổi nhưng căn nhà vẫn còn nguyên vẹn ở nơi này. Lúc này Elizabeth nói chuyện với Asuna về một người chơi có biệt danh là Thanh Kiếm Bất Bại. Một người chơi mới nhưng điểm kỹ năng khá cao nên có thể là người chơi chuyển đổi nhân vật. Tại một hòn đảo nhỏ tầng 24 cứ mỗi 3 giờ chiều thì người đó sẽ xuất hiện khiêu chiến với người chơi. Có khoảng 30 người chơi khác cảm thấy khó chịu nên đã tới thách đấu. Tuy nhiên người đó vẫn có thể một mình hạ gục toàn bộ và thậm chí lượng máu cũng không mất tới một nửa. Vật phẩm cực rất hấp dẫn nên nhiều người tới thách đấu. Một kỹ năng dành cho trường kiếm có thể chém 11 phát liên tục. Người đó có thể hiện lúc xuất hiện lần đầu nhưng chưa sử dụng trong trận đấu. Có thể không có một người chơi nào mạnh đủ để khiến cho người đó phải sử dụng kỹ năng hiếm. Asuna nghĩ rằng cậu khá thích mấy chuyện này nên có thể đi thách đấu. Tuy nhiên cậu cũng đã thách đấu và bị thua. Cậu vẫn chưa sử dụng tới song kiếm nên có thể xem là chưa nghiêm túc. Với lại trong những game bình thường như thế này thì cậu không chiến đấu một cách nghiêm túc như sở quất ạt online được. Mặc dù cậu không nghiêm túc nhưng Suguha nhận ra cậu không hề nhẹ tay. Trong lúc đấu với nhau thì cả hai đã dừng lại một lúc và cậu đã nói gì đó với đối thủ của mình. Khi cả hai vừa lui ra xa thì cậu đã không né được đòn tấn công và bị hạ. Suguha đã thắc mắc cậu đã nói gì với đối thủ nhưng cậu không nói gì cả. Vậy thì Asuna chỉ còn cách đi hỏi trực tiếp người chơi đó thôi. Asuna nghi ngờ người chơi đó cũng có thể là người mắc kẹt trong sở quất ạt online. Tuy nhiên cậu thì không nghĩ như vậy. Nếu người đó bị kẹt trong sở quất ạt online thì kỹ năng song kiếm đã không phải là của cậu rồi. Tập 19. Lúc này Asuna cũng đã đăng xuất và đi xuống nhà. Là một tiểu thư nhà giàu thì Asuna phải làm mọi thứ đúng nguyên tắc trong gia đình. Mẹ của Asuna cảm thấy khó chịu vì cô ấy cứ kết nối vào thế giới ảo. Dù Asuna học bài cùng mọi người trong đó nhưng trong mắt của mẹ Asuna thì chả khác gì đang tụ tập chơi đùa cả. Bà ấy muốn Asuna phải tập trung học tập vì bản thân đã chậm hơn mọi người tận 2 năm. Hiệu trưởng của một trường cấp 3 là bạn của bà ấy nên muốn Asuna tập trung cho bài thi đầu vào. Nếu thuận lợi thì Asuna có thể tốt nghiệp hẳn hoi và tiến vào đại học. Ngôi trường mà Asuna đang học hiện tại trình độ rất thấp. Giáo viên thì chẳng có bằng cấp gì ra hồn. Bà ấy muốn Asuna học hành đàng hoàng và tìm được một sự nghiệp mà bản thân có thể tự học. Thậm chí mẹ của Asuna còn sắp xếp mỗi năm để gặp những người lạ mặt chẳng khác gì đi xem mắt cả. Những người mà bà ấy giới thiệu cho Asuna đều là con ông cháu cha giàu có. Nếu kết hôn thành công thì tương lai của Asuna hoàn toàn rực sáng. Tuy nhiên Sugo cũng chính là người mà bà ấy chọn và xém một tí nữa là công ty bị phá sản. Mẹ của Asuna chỉ chấp nhận cho cô ấy quen với người giàu có và tài năng. Riêng cậu thì không có cửa để là quen với Asuna. Cô ấy muốn được ở bên cạnh cậu và cùng thực hiện ước mơ của cậu.
Tuy nhiên Asuna chỉ mạnh mẽ ở thế giới ảo mà thôi, còn ở thế giới thực này thì cô ấy hoàn toàn bất lực. Hôm nay Asuna cũng đã đăng nhập để chuẩn bị cho trận chiến. Cô ấy thắc mắc cậu đã nói gì với đối thủ của mình. Cậu đã hỏi rằng liệu cậu ta có phải là người của thế giới này hay không. Câu trả lời chỉ là một nụ cười vô nghĩa và sau đó là một đòn tấn công cực nhanh. Bây giờ có giải thích cũng hơi khó nên Asuna có thể tự mình đi tìm hiểu. Vừa mới thân mật một chút thôi là bị mọi người phát hiện. Dù biết là kỳ đà cản mũi nhưng đã đến thời gian di chuyển tới chỗ thách đấu rồi. Lúc này Asuna cũng tới được hòn đảo ở tầng 24. Cô ấy đã bị sốc khi biết đối thủ của mình là một cô gái siêu dễ thương. Mọi hình ảnh về người đàn ông lực lưỡng trong Asuna đã biến mất hoàn toàn. Cậu nhanh chóng giải thích lại rằng không hề nương tay vì cô ấy là con gái đâu. Hiện tại không còn người nào dám thách đấu nên Asuna sẽ ra trận. Cả hai quyết định sẽ đấu với nhau ở dưới mặt đất và không hề dùng tới cánh. Người cô gái trước mặt của Asuna tên là Yuki. Ngay khi trận chiến được bắt đầu thì Asuna lập tức áp sát tấn công. Tuy nhiên mọi đòn tấn công đều bị Yuki hóa giải và phản đòn lại ngay. Asuna nhận ra đối thủ của mình thật sự rất mạnh nên phải đánh nghiêm túc hơn. Một trận chiến kịch liệt bắt đầu xảy ra và hai bên liên tục phải nhận sát thương từ đối thủ. Khi cả hai gần nhau thì Asuna đã dùng tới nấm đấm để tìm sơ hở. Asuna định ra đòn quyết định thì đột nhiên Yuki đã đỡ được hết. Lúc đó Yuki đã dùng tới kỹ năng hiếm của mình và chém 11 phát liên tiếp. Vào lúc ra đòn quyết định thì Yuki đã thu lại kiếm của mình. Có vẻ như Asuna đã được Yuki nhìn trúng. Cô ấy đã bỏ rất nhiều thời gian ở đây để tìm một người giống như Asuna. Yuki liền dẫn Asuna ra chỗ khác để nói chuyện. Có vẻ như cô ấy có chuyện gì đó quan trọng và muốn được Asuna giúp đỡ. Tập 20, lúc này Yuki dẫn Asuna tới chỗ đồng đội của mình. Có vẻ như Yuki muốn hạ được con boss tầng này chỉ với vài người trong nhóm. Bình thường đi đánh boss thì có 7 nhóm gồm 49 người chơi, vậy nên chỉ có 7 người đi đánh boss thì hơi khó. Yuki cũng biết chuyện này là bất khả thi. Bọn họ đã gặp nhau ở trên mạng và nhanh chóng làm bạn, nhưng đáng tiếc là bọn họ chỉ đồng hành với nhau đến mùa xuân này mà thôi. Vậy nên trước khi nhóm giải thể thì mọi người muốn tạo ra kỷ niệm. Khi đánh bại boss thì tên của kiếm sĩ sẽ được khắc trong cung điện ở thị trấn khởi đầu. Nếu chỉ một nhóm đánh boss thì sẽ được khắc toàn bộ. Nhưng có nhiều nhóm tham gia thì chỉ khác tên của đội trưởng mà thôi. Nhóm chỉ giới hạn có 7 người thôi nên bọn họ định tìm thêm một người mạnh như Yuki tham gia. Dù không biết có thể làm được hay không nhưng Asuna sẽ giúp đỡ một tay. Asuna thắc mắc Yuki có giao đấu với một người áo đen hay không. Đúng là cậu mạnh thật nhưng có vẻ không phù hợp bởi vì cậu đã phát hiện ra bí mật của Yuki. Sau khi chia tay với mọi người thì đột nhiên Asuna bị mất kết nối. Mẹ của cô ấy đã đứng bên cạnh và rút nguồn điện. Tháng trước bà ấy đã nói với Asuna rồi. Nếu mà cô ấy kết nối và trễ giờ ăn thì bà ấy sẽ ngắt nguồn điện. Nếu mà Asuna gây ra chuyện gì với thứ này nữa thì bà ấy sẽ thu hồi lại. Hôm nay Asuna đăng nhập vào trò chơi và tập hợp cùng với mọi người. Sau đó cả bọn chuẩn bị mọi thứ và tiến vào khu vực boss. Dù đã chiến đấu rất sung nhưng vẫn bị thua vì con boss quá mạnh. Trong lúc chiến đấu Asuna đã nhận ra có người khác đang theo dõi trận đấu, có thể một nhóm nào đó đang theo dõi các nhóm nhỏ chiến đấu để tìm ra điểm yếu. Sau khi có đầy đủ thông tin thì bọn họ sẽ chinh phục tầng đó, có thể từ trước tới giờ nhóm của Yuki bị xem là quân lính cảm tử để tìm ra điểm yếu của boss. Khi quay trở lại phòng boss thì đã có 20 người chơi khác có mặt, bọn họ còn định độc chiếm khu này và không cho người chơi khác tiến vào. Nếu đã năn nỉ không được thì chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh mà thôi. Yuki chỉ cần tiếp cận cũng đủ khiến thủ lĩnh của bọn họ thấp máu. Từ câu nói của Yuki làm cho Asuna hiểu ra một chuyện rất quan trọng. Asuna liền cất đi vũ khí ma thuật và cầm kiếm của mình đến bên cạnh của Yuki. Ngay lúc bọn chúng có người đến tiếp viện thì cậu đã đi lén từ phía sau để hỗ trợ cho nhóm của Asuna. Nếu bước qua chỗ này thì chắc chắn cậu sẽ cho về điểm hồi sinh ngay. Tập 21, bọn chúng làm bộ mặt khinh thường vì trước mặt chỉ có một mình cậu. Một đội ma thuật ngay lập tức dùng ma thuật tầm xa để tấn công. Tuy nhiên mọi thứ bay về phía cậu đều bị chém tan biến. Ma thuật dù rất nhanh nhưng so với súng thì vẫn còn hơi chậm. Bây giờ cậu sẽ dùng tới thánh kiếm để câu giờ cho nhóm của Asuna tiến vào phòng boss. Cùng lúc đó, Klein cũng đang càn quét từ phía sau. Yui đã liên lạc với Klein ở bên ngoài đời thực vào giúp đỡ. Yuki và đồng đội ngay lập tức hạ gục 20 người chơi ở trước mặt. Muốn tiến vào bên trong nhanh chóng thì cần tiêu diệt người hỗ trợ bên kẻ địch. Asuna ngay lập tức dùng một đòn tấn công mạnh xuyên thẳng qua đối thủ và tiến tới chỗ người hỗ trợ. Bây giờ chỉ cần hạ hết 3 tên này là có thể tiến vào phòng boss. Cả bọn nhanh chóng hồi phục lại lượng máu và ma thuật. Bây giờ chỉ cần làm theo kế hoạch đã bàn từ trước là được. Cả bọn không thể để sự hy sinh của cậu và Klein một cách vô ích được. Sau khi trận chiến này kết thúc thì Asuna muốn Yuki kể về bản thân. Yuki đã đi qua những thế giới nào và cuộc phiêu lưu có những trải nghiệm gì. Lúc này con boss cũng đã xuất hiện và cả bọn bắt đầu chiến đấu. Trong lúc hỗ trợ cho mọi người thì Asuna đã nhận ra một vấn đề. Viên ngọc thạch trên ngực của con boss có thể là điểm yếu nên mới có chức năng bảo vệ. Bây giờ Asuna sẽ tham gia để thông báo lại chiến thuật mới. Chỗ đó khá cao nên hầu như rất khó có thể tấn công tới. Nghĩ lại thì vẫn còn một thanh niên có thể dùng làm bàn đạp ở trước mặt. Ngay lúc con boss vừa ra đòn tấn công,
Yuki đã chạy thật nhanh để nhảy lên và sử dụng kỹ năng chém liên tiếp của mình. Viên ngọc thạch đã vỡ và con boss cũng đã bị hạ gục. Sau đó cả bọn tới nhà của Asuna để mở tiệc ăn mừng cùng với nhau. Bọn họ đã kể lại hành trình và những cuộc phiêu lưu của mình. Vì muốn được trò chuyện với Yuki nhiều hơn nên Asuna muốn gia nhập đội của Yuki. Vì một lý do nào đó mà Yuki không thể. Với lại đến khi mùa xuân thì mọi người sẽ không còn gặp nhau nữa. Bầu không khí có vẻ khó xử nên Asuna rủ mọi người tới thị trấn khởi đầu. Có thể tên của cả bọn đã cập nhật vào tấm bia ghi nhớ trong cung điện. Lúc này cả bọn đã di chuyển tới thị trấn khởi đầu. Tấm bia đã ghi tên lại toàn bộ thành viên đã tiêu diệt được boss tầng 27. Sau đó là chụp ảnh chung với nhau để làm kỷ niệm. Trong lúc nói chuyện cùng với nhau thì đột nhiên Yuki lại đăng xuất. Tập 22. Đã 3 ngày trôi qua nhưng Yuki vẫn chưa chịu đăng nhập. Thậm chí những người trong nhóm cũng không thể liên lạc được với Yuki. Có thể Yuki không muốn gặp lại Asuna. Mọi người không muốn Asuna quá thân thiết cũng vì lợi ích của cô ấy cả mà thôi. Lúc này cậu vẫn đang thử nghiệm trò chơi của mình và nhắn tin cho Asuna. Cô ấy vẫn đang buồn chuyện của Yuki nên đi thẳng vào vòng tay của cậu. Nếu Asuna vẫn muốn gặp Yuki để nói chuyện thì có thể đến địa chỉ trong tấm giấy này. Khắp Nhật Bản chỉ có nơi này là thử nghiệm lâm sàng trên hệ thống mà thôi. Sau khi tan học, Asuna ngay lập tức đến bệnh viện trong địa chỉ. Một nhân viên đã nhận ra vấn đề và đi gọi người liên quan đến nói chuyện với Asuna. Anh ấy tên là Kuzahashi và là bác sĩ của Yuki. Anh ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy Asuna tới đây. Yuki lúc nào cũng kể về Asuna sau khi kết nối với thế giới ảo. Nhưng mà mỗi khi nói xong về Asuna thì Yuki lại bật khóc. Em ấy chưa bao giờ than phiền về hoàn cảnh của bản thân. Nhưng Yuki rất muốn gặp lại Asuna mặc dù không còn có thể nữa. Ở bệnh viện này dùng hệ thống kết nối để chữa trị cho bệnh nhân. Đối với những người bị thương tật về thính giác và thị giác thì thiết bị này là phước lành trời ban. Cũng bởi vì thiết bị này có thể truyền tải mọi thứ trực tiếp vào não bộ. Không chỉ truyền tải thông tin mà còn có chức năng loại bỏ cảm giác. Có thể nói không khác gì một thứ gây tê liệt toàn thân. Nếu có thể thành công và đem ra thực tiễn thì y học sẽ có một bước tiến lớn. Nhưng nó không thể chữa khỏi được căn bệnh của Yuki. Dù sao bệnh viện này cũng là lĩnh vực điều trị giai đoạn thời kỳ cuối. Lúc này Asuna được dẫn tới căn phòng của Yuki. Vì căn phòng đang được điều khiển khí nên Asuna không thể vào bên trong được. Người giống như bộ xương đang nằm trên giường bệnh chính là Yuki. Căn bệnh mà em ấy đang dính phải chính là AIDS giai đoạn cuối. Khi lên lớp 4 thì chức năng miễn dịch của Yuki bỗng nhiên suy giảm. Căn bệnh phát động và em ấy phải chuyển tới đây. Dù vậy, Yuki vẫn luôn mỉm cười không một chút than phiền. Vào lúc xã hội đang xôn xao vụ Nergia thì thiết bị này được ra đời. Dòng điện mạnh hơn Nergia rất nhiều nên không ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể vì ngưỡng mộ thế giới ảo nên Yuki mới quyết định làm người thử nghiệm cho thiết bị. Kể từ hôm đó, Yuki đã luôn sống trong thế giới ảo và không bao giờ trở về thế giới thực. Để giảm bớt cơn đau nên em ấy phải sử dụng chức năng loại bỏ cảm giác của thiết bị. Dù đã vào phòng vô trùng nhưng việc loại bỏ virus trong cơ thể là điều không thể. Ngoài ra bệnh tình của em ấy đã ở giai đoạn cuối rồi. Có thể lý do mà Yuki không muốn gặp lại Asuna được xem là lời tạm biệt. Asuna sắp bật khóc thì giọng nói của Yuki vang lên. Mặc dù không tỉnh lại nhưng em ấy vẫn có thể quan sát từ trong thiết bị. Asuna có thể sử dụng căn phòng bên cạnh để kết nối vào thế giới ảo. Asuna ngay lập tức đăng nhập và chạy tới điểm hẹn. Yuki đã có cảm giác rằng Asuna sẽ tìm tới em ấy và đúng như dự đoán. Lý do mà nhóm bị giải tán không phải là bận việc, bởi vì hai thành viên trong nhóm thông báo rằng họ chỉ sống được 3 tháng nữa thôi. Vậy nên bọn họ đã cố gắng tạo một kỷ niệm thật đẹp ở thế giới này. Thật ra em ấy muốn tạo một kỷ niệm cuối cùng với Asuna. Yuki muốn tới trường nhưng có vẻ không được rồi. Asuna nghĩ rằng Yuki vẫn còn cơ hội để tới trường thêm một lần nữa. Tập 23. Hôm sau Asuna tới câu lạc bộ của cậu để nhờ giúp đỡ. Cậu sẽ dùng phần mềm mà mình đã tạo để Yuki có thể kết nối với máy quay ở ngoài. Cậu đã cài đặt sẵn hệ thống ổn định rồi nên Asuna có thể dẫn Yuki đi tham quan chung với nhau trong khu vực này. Do sắp hết giờ nghỉ trưa nên Asuna đành phải trở về lớp. Giáo viên ở đây khá dễ gần nên Yuki có thể tham gia chung lớp học với Asuna. Mấy bạn nữ trong lớp khá tò mò về máy quay trên vai của Asuna. Vì bọn họ gọi Asuna bằng họ nên Yuki cứ tưởng là bọn họ biết tên của mình. Vụ này khá thú vị nên mọi người tập trung xung quanh Asuna khá nhiều. Lúc này đã tới giờ học và giáo viên cũng đã tới. Hôm nay có học sinh mới tham gia nên giáo viên đành nhờ Yuki đọc thử. Vì đây là sách cấp 3 nên Asuna hơi lo lắng cho Yuki. Em ấy có đọc nhiều sách và chuyện nên có thể hiểu được. Một bài đọc rất hay và cảm động nên mọi người rất thích. Hôm nay Yuki thật sự rất vui và có lẽ không thể quên được nó. Sau khi tan học, Asuna liền dẫn Yuki tham quan khắp thành phố. Lúc này Asuna được Yuki dẫn về nhà của mình. Dù chỉ sống trong ngôi nhà này một năm thôi nhưng em ấy vẫn còn nhớ rất rõ mọi thứ. Tuy nhiên căn nhà sắp bị gỡ bỏ vì bà của em ấy bán nó để xây tạp hóa. Vậy nên Yuki mới muốn tới đây để nhìn thêm lần cuối. Khi còn sống, mẹ của Yuki thường cầu nguyện và nói rằng Chúa không bao giờ ban cho chúng ta khổ đau nhiều hơn những gì mà ta có thể chịu đựng. Có lúc Yuki hơi bất mãn vì lời nói đó. Nhưng bây giờ em ấy đã có thể hiểu được,
mẹ của Yuki đã truyền tải nó bằng cả tấm lòng để em ấy có thể tiếp tục tiến về phía trước cho đến phút cuối. Cả Asuna cũng không thể nghe được giọng nói của mẹ mình nữa. Dù có đối mặt vẫn không thể nghe được tiếng lòng của bà ấy, thậm chí cả lời nói của Asuna cũng không thèm nghe. Yuki nghĩ rằng Asuna nên nói chuyện với mẹ của mình như lúc đuổi theo em ấy. Biết đâu Asuna có thể truyền tải toàn bộ cảm xúc của mình đến bà ấy. Tối hôm đó Asuna quyết định sang phòng để nói chuyện với mẹ của mình. Để có thể truyền tải hết mọi thứ thì cả hai cần phải kết nối vào thế giới ảo. Có những thứ mà Asuna không thể truyền tải được khi ở thế giới thực, bà ấy sẽ dành ra 5 phút để lắng nghe những lời mà Asuna truyền tải. Asuna liền đeo thiết bị lên bà ấy và ngay lập tức về phòng để kết nối. Lúc này Asuna dẫn mẹ của mình đến gần cửa sổ để ngắm nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh này làm cho cả hai nhớ lại căn nhà của ông bà lúc xưa, lúc nhỏ khi mà bà ấy và mọi người đến thành phố. Asuna đã một mình đi về nhà của ông bà ngoại. Ông ngoại đã bảo rằng mẹ của Asuna là một báu vật quan trọng của hai người họ, rời khỏi ngôi làng hẻo lánh rồi trở thành một người vĩ đại. Chuyện đó làm cho ông bà cảm thấy rất vui. Ông còn bảo rằng một ngày nào đó mẹ của Asuna sẽ mệt mỏi và muốn dừng lại, và ngôi nhà này sẽ là nơi mà mẹ của Asuna có thể trở về lúc nhớ nhà. Gần đây Asuna mới có thể hiểu được những lời mà ông đã nói lúc đó. Cuộc sống không chỉ vì bản thân mà có thể làm người bên cạnh cảm thấy hạnh phúc nữa. Vậy nên Asuna muốn sống một cuộc sống mà bản thân làm cho mọi người xung quanh vui vẻ. Đột nhiên nước mắt của bà ấy lại rơi xuống. Trong thế giới này rất khó để có thể che giấu được cảm xúc thật của mình. Có vẻ như Asuna đã chuẩn bị tinh thần để hỗ trợ cho ai đó suốt đời rồi. Nhưng muốn hỗ trợ được cho người ta thì Asuna cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Asuna cần phải có điểm số tối đa để đậu vào trường đại học mong muốn. Tùy vào điểm số thì bà ấy có thể cho Asuna tiếp tục học ở ngôi trường mà mình yêu quý. Tập cuối, hôm nay Asuna nhận được tin nhắn từ bệnh viện. Bệnh tình của Yuki chuyển biến xấu và muốn Asuna tới đó. Asuna ngay lập tức thay đồ và chạy đến bệnh viện. Khoảng một tiếng trước nhịp tim của Yuki có ngừng đập một lần. Máy sốc tim và thuốc đã giúp nhịp tim đập trở lại như lần sau thì không được may mắn như vậy đâu. Em ấy đã chiến đấu một trận chiến khó khăn suốt 15 năm rồi. Không chỉ riêng căn bệnh mà Yuki còn phải chiến đấu với thực tại tàn nhẫn. Thậm chí thí nghiệm còn cho em ấy phải tiếp nhận lượng thuốc mà người thường không thể chịu nổi. Yuki đã chiến đấu rất anh dũng nên lúc này cũng nên cho em ấy nghỉ ngơi. Đúng lúc này Yuki đã tỉnh lại và muốn nói gì đó với Asuna. Cơ thể không còn đủ sức nên đành cho em ấy sử dụng lại thiết bị. Lúc này Yuki đã chờ sẵn Asuna ở hòn đảo tầng 24. Em ấy muốn trao lại cho Asuna kỹ năng đặc biệt của mình. Dù bản thân không cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì cả nhưng cơ thể lại không còn một tí sức lực. Yuki muốn tặng lại kỹ năng của mình và hy vọng rằng nó có thể giúp ích cho Asuna. Đúng lúc này mọi người trong nhóm cũng xuất hiện. Dù miệng thì cố gắng cười nhưng nước mắt không thể nào ngừng rơi được. Thậm chí toàn bộ người chơi trong thế giới này đều tập trung lại đây. Bọn họ muốn tiễn đưa một kiếm sĩ mạnh nhất ở thế giới này và hy vọng em ấy có thể đến được một nơi tuyệt vời hơn. Yuki đã luôn nghĩ rằng một người như mình tồn tại ở thế giới này có ý nghĩa gì. Bản thân phí phạm thuốc và máy móc và làm phiền cả những người xung quanh. Đôi khi còn nghĩ rằng nên biến mất luôn cho rồi. Nhưng có lẽ em ấy đã tìm ra được câu trả lời. Chỉ cần bản thân có thể sống là đủ rồi. Được nhiều người tiễn đưa và kết thúc cuộc hành trình của mình trong vòng tay người mình yêu quý nữa. Yuki nở một nụ cười cuối cùng và đang xuất khỏi thế giới này. Hôm nay có diễn ra tang lễ của Yuki và Asuna cũng tới tham dự. Cô gái xuất hiện bên cạnh chính là Siune, một thành viên trong tổ đội. Hồi tháng 4 cô ấy đã được bệnh viện cho ra ngoài. Bệnh của Siune được gọi là bạch cầu cấp tính và tái phát hơn 3 năm. Tác dụng phụ của thuốc khiến cô ấy muốn bỏ cuộc không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi gặp được Yuki thì cô ấy đã vực dậy được. Lúc lượng thuốc giảm xuống thì Siune đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng khoảng một tuần ngay sau khi chia tay với Yuki, bác sĩ đã chúc mừng bệnh của cô ấy đã chữa trị được hoàn toàn. Bản thân đã hứa sẽ đi cùng mọi người mà bây giờ chỉ còn lại một mình cô ấy ở đây. Asuna nghĩ rằng mọi người sẽ rất vui khi thấy Siune đã khỏi bệnh. Chỉ cần cô ấy sống thay phần của bọn họ là được. Đúng lúc này cậu và Kuzahashi đi tới. Anh ấy cũng không quên chúc mừng Siune đã xuất viện thành công. Với vai trò là người thử nghiệm đầu tiên thì tên tuổi của Yuki sẽ không bị quên lãng. Bản thiết kế hệ thống được một người bên ngoài tặng miễn phí cho bệnh viện. Một giáo sư tên là Jinko. Cậu từng gặp người này một lần. Jinko là người giám sát cơ thể của Akihiko khi ông ta tiến hành kết nối. Thậm chí cô ta cũng là người cùng với Akihiko nghiên cứu về kỹ thuật phun dài. Vậy có nghĩa là bản thiết kế này là của Akihiko. Hôm nay mọi người cùng nhau đi dã ngoại ngoài trời. Hoa anh đào khá đẹp nhưng cũng gần tàn hết luôn rồi. Dù đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng cậu vẫn muốn Asuna luôn ở bên cạnh của mình. Phần 2 Sấy Xỉn 2 đến đây là hết rồi. Vẫn còn Sấy Xỉn 3 và phần đặc biệt nên đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để xem nhanh nhất nhé!